inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Chào quý anh chị, nay em tiếp tục lô đất dãy hàng cực phẩm với diện tích 1,5 hecta, có mở con đường liên huyện chạy ngang qua dãy, và vị trí của lô này khá là gần trụ sở ủy ban, khoảng 1 km. Và lô đất ở phía trước mặt mọi người đang xem đây. Về con đường đi vào đây là khoảng 3 đến 50 mét. Đó, phía trước mặt mọi người là 3 đến 50 mét và con để vào lô đất này. Lô đất rất bằng phẳng. Phía trước màn hình có hai bức, bên phải là bản đồ quy hoạch, còn một cái bên trái là Google Map để mọi người so sánh. Quy hoạch tuyến quốc lộ 25 này đã được nhà nước đề ra và cố định từ lâu, chứ không phải chỉ mới năm 2021, nên quý anh chị và các nhà đầu tư yên tâm và theo dõi tiếp. Theo những ảnh số 3, đường màu xanh là quốc lộ 25, đường đó cắt ngang chéo lô đất mà em đã bấm trong ảnh. Lưu ý là số mét đất trong ảnh này chỉ là tham khảo nha mọi người. Ở ảnh số 2, khoảng cách con đường cắt là 123 mét cực dài. Khi đã mở đường, ta sẽ có hai lô, sau đó phân lô bán nền thì tùy ý từng người, rồi còn đền bù làm đường các thứ. Nên với giá 170 triệu một sào rất hợp lý cho các anh chị đầu tư lâu dài ở cái lô này. Chưa hết, ảnh sau đây sẽ mở mang tốt tầm nhìn của mọi người. Số 1 đây và đường màu xanh vẫn là vị trí lô đất và quy hoạch đường quốc lộ cắt ngang lô. Từ quốc lộ 25 này sẽ nối vào đường tránh đông của huyện, tạo giao thương giữa hai quốc lộ, vừa mở rộng huyện Châu Phú, dân rồi sẽ về nhập khẩu về đây nhiều và cũng là điều chắc chắn ở bất kỳ huyện nào khác đang cũng phát triển. Nên 123 mét được quy hoạch ở trên, anh chị đã biết làm được nhiều thứ gì khác rồi. Đây là ảnh sơ đồ và số thửa ở bên dưới, và có hai bìa chưa gộp. Giấy tờ bên em bao và có hỗ trợ làm. Mọi thắc mắc thông qua số điện thoại liên hệ ở góc phải màn hình, hoặc mọi người xem ở phần mô tả để được tư vấn trực tiếp. Và em xin kết thúc video.